thân mời các bạn cùng nhóm Thông Công bước vào hành trình tĩnh tâm, suy gẫm sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu với chủ đề Hy vọng bùng lên từ đống tro tàn. Ăn uống là một hoạt động sống không hề xa lạ với con người từ buổi ban đầu được dựng nên. Nhưng không nhiều người trong chúng ta để ý thấy rằng trong chuyện ăn uống cũng có những điều đặc biệt. Ví dụ, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi hai người cùng ngồi ăn với nhau, đặc biệt là ăn trưa, thì bữa ăn này cho thấy rằng hai người đó đang gặp gỡ nhau cách rất nghiêm túc, không chỉ gặp nhau đơn thuần vì bữa ăn. Hoặc chúng ta có để ý thấy rằng khi chúng ta cảm thấy thật sự đói bụng, chúng ta thường có xu hướng chọn lựa một bữa ăn với ưu tiên để no bụng hơn là quan tâm về một bữa ăn đắt tiền hoặc bữa ăn có được trình bày cầu kỳ không hoặc có cần ăn ở nơi nào đó sang trọng hay không. Nói cách khác, khi thật sự đói bụng, chúng ta sẽ thường chỉ chọn lựa những thực phẩm nào đáp ứng đúng nhu cầu của bản thân. Đôi khi, đó lại là những thực phẩm chế biến đơn giản, không cầu kỳ hay đắt tiền. Điều mấu chốt là loại thực phẩm đó giúp chúng ta tồn tại và tiếp tục sống động. Phân đoạn Kinh Thánh Giăng chương 4 bày tỏ cho chúng ta một loại thực phẩm vô cùng giản đơn nhưng lại là nguồn sống cho chính Chúa Giêsu. Vậy, Ngài đến một thành của vùng Samari gọi là Sikha, gần cánh đồng mà Gia-cốp đã cho con mình là Joseph. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi nên Đức Chúa Giêsu ngồi lại bên giếng. Lúc ấy vào khoảng 12 giờ trưa, một phụ nữ Samari đến múc nước. Đức Chúa Giêsu nói với bà: "Cho ta xin nước uống." Lúc ấy, các môn đồ Ngài đã đi ra phố mua thức ăn. Người phụ nữ Samari nói: "Sao ông là một người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho uống nước?" Vì người Do Thái vốn không giao tiếp với người Samari. Đức Chúa Giêsu đáp: "Nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời và người đang nói với chị, cho ta xin nước uống là ai, thì chắc chắn chị sẽ nài xin người và người sẽ cho chị nước sống." Người phụ nữ nói: "Thưa ông không có gầu múc mà giếng thì sâu, vậy ông lấy đâu ra nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp đã cho chúng tôi giếng này. Chính Gia-cốp, các con và bầy gia súc của người đều uống ở giếng này. Vậy ông lớn hơn Gia-cốp sao?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Ai uống nước này sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời." Người phụ nữ nói: "Thưa ông, xin cho tôi nước ấy để tôi không còn khát và khỏi đến đây múc nước nữa." Ngài bảo: "Hãy đi gọi chồng chị rồi trở lại đây." Người phụ nữ thưa: "Tôi không có chồng." Đức Chúa Giêsu nói: "Chị bảo rằng chị không có chồng là phải, vì chị đã có 5 đời chồng. Còn người mà chị hiện có không phải là chồng chị. Điều này chị đã nói thật." Người phụ nữ nói: "Thưa ông, tôi nhận biết ông là một nhà tiên tri. Tổ phụ chúng tôi thờ phượng trên núi này, còn các ông thì nói rằng thành Jerusalem mới là chỗ đáng thờ phượng." Đức Chúa Giêsu đáp: "Này, người phụ nữ kia, hãy tin ta. Giờ sắp đến, các ngươi không còn thờ phượng Cha trên núi này hay tại thành Jerusalem nữa. Các ngươi thờ phượng đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết rằng Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Christ, sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ công bố cho chúng tôi mọi điều." Đức Chúa Giêsu phán: "Ta, người đang nói với chị đây, chính là Đấng đó." Lúc ấy, các môn đồ đến, họ kinh ngạc khi thấy Ngài nói chuyện với một phụ nữ, nhưng không một ai hỏi: "Thầy cần gì?" hay là: "Sao thầy nói chuyện với phụ nữ này?"
người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành, nói với mọi người rằng: "Hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là Đấng Christ sao?" Họ ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Giêsu. Trong lúc đó, các môn đồ nài nỉ Ngài: "Thưa Thầy, xin hãy ăn." Nhưng Ngài đáp: "Ta có lương thực để ăn mà các con không biết." Vì vậy, các môn đồ nói với nhau: "Có ai đã đem gì cho Ngài ăn chăng?" Đức Chúa Giêsu nói với họ: "Lương thực của ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta và hoàn tất công việc của Ngài. Chẳng phải các con nói: còn 4 tháng nữa là đến mùa gặt sao? Nhưng ta nói với các con, hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Người gặt nhận tiền công và thu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, để cả người gieo lẫn người gặt đều vui mừng. Ở chỗ này, câu nói người này gieo, kẻ kia gặt là rất đúng. Ta đã sai các con gặt những gì mình không phải làm khó nhọc. Những người khác đã làm khó nhọc, còn các con thì vào chia sẻ công khó của họ." Nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì người phụ nữ đã làm chứng rằng: "Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã làm." Vì vậy, khi đến với Ngài, những người Samari xin Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó 2 ngày. Qua lời của Ngài, số người tin càng đông hơn nữa. Họ nói với người phụ nữ rằng: "Bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." Giăng chương 4, câu 5 đến câu 42. Dù rằng bản thân đang rất đói bụng giữa trưa nắng, Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn dạy các môn đệ của Ngài về cách đáp ứng đúng nhu cầu cho bản thân, đặc biệt trong đời sống tâm linh. Khi được môn đệ thúc giục dùng bữa trưa, Chúa Giêsu đã ngỏ ý cho môn đệ biết Ngài đã có lương thực để ăn rồi. Khi được hỏi đồ ăn đâu, Chúa Giêsu đã trả lời các môn đệ: "Lương thực của ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta và hoàn tất công việc của Ngài." Câu trả lời của Chúa Giêsu mang ý nghĩa gì với các môn đệ của Ngài? Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài hiểu rằng chuyện ăn uống là rất quan trọng với con người. Đương nhiên, không ai có thể bỏ qua được chuyện này. Nhưng các môn đệ cũng cần phải hiểu rằng nếu chuyện ăn uống cho thể xác đã quan trọng đến như vậy, thì thân thể tâm linh lại còn quan trọng hơn bao nhiêu. Nếu họ phải đi thật xa chỉ để tìm kiếm thực phẩm phù hợp cho thể xác, thì việc tìm kiếm nguồn sống cho đời tâm linh càng phải tích cực khám phá, nhận lãnh. Nhu cầu càng cấp bách phải bổ sung thực phẩm tốt trước khi thân thể hao mòn bao nhiêu, thì các môn đệ càng phải gìn giữ nguồn năng lượng cho đời tâm linh bấy nhiêu. Và nguồn năng lượng cho đời sống tâm linh Chúa Giêsu nói đến là gì? Đó là ý muốn của Cha trên trời. Với Chúa Giêsu, dù rằng ý muốn tối thượng của Cha là Ngài phải chịu chết trên cây thập tự giá, nhưng chính điều này đã mang lại nguồn sống đời đời cho bất kỳ ai tin đến sự hy sinh của Ngài. Vì vậy, để có đủ năng lực thật sống mỗi ngày, chúng ta cần tìm biết và sống với ý muốn Cha trên trời, từng ngày trở nên giống với Chúa Giêsu càng hơn trong lời nói, tầm nhìn và sự quan tâm với người lân cận. Thậm chí, chúng ta càng cần trở nên giống Chúa càng hơn trong việc phát thập tự giá của mình theo Ngài. Câu hỏi suy ngẫm: trong hiện tại, ý muốn của Cha trên trời có phải là kim chỉ nam và là nguồn sống cho cuộc đời của bạn hay không? Nếu không, điều gì đang thay thế ý Cha trên trời để điều hướng và cho bạn năng lượng để sống mỗi ngày trong đời sống? Có điều gì đang trăn trở bạn tránh khỏi việc từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá theo Chúa Giêsu không?
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng nắm giữ đời sống trong tay Ngài, xin Chúa giúp con tìm kiếm và nhận lãnh ý muốn của Ngài trên đời sống con, để con có đủ năng lực đi tiếp hành trình Ngài đặt để. Qua đó, cuộc đời con sẽ bày tỏ vinh quang của Ngài ra cho nhiều người lân cận. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.